Ơ kìa, kiều nữ chuẩn bị làm sao thế này? Hôm trước Wendy quay gặp tai nạn nên là... Sao chân còn đau mà đã đi học? Sao không để cả lớp đến thăm đã? Thôi, tai nạn cũng nhẹ mà, Uyên không muốn làm phiền mọi người. Mình học cùng lớp với Uyên môn tâm lý học cả năm nay rồi, vậy mà Uyên vẫn còn khách sáo. Hình như vẫn còn sưng kìa. Vết thương của Uyên vẫn còn đau lắm, nhưng cũng đỡ hơn rồi. Nếu thế thì theo tớ là Uyên nên nghỉ dưỡng thêm, chứ sức khỏe là quan trọng nhất. Mà cũng chuẩn bị thi hết môn, Uyên cũng không muốn nghỉ học. Mấy cái môn này ấy, Uyên chỉ cần ới một câu thôi là thiếu gì người chép bài cho Uyên. Hay là để mình. Cảm ơn. Cô tên là Khang. Cảm ơn Khang nhiều nhé. Thôi mình đi nhá. Bình tĩnh. Sắp có kịch hay để xem rồi. Cuối cùng Bảo Uyên cũng gặp đối thủ xứng tầm. Tiên ơi, cậu thấy tớ bị đau chân, cậu cố tình làm tớ đau hơn đúng không? Ừ, có làm sao không? Cậu ghét tôi, nhưng mà tôi không tin. Tớ vẫn đối xử với cậu như một người bạn tốt. Mà sao cậu nợ? Này, thật hay diễn đấy. Từ trước đến giờ cậu luôn dìm tôi. Thế mà ra hiểu lầm rồi. Tớ được mọi người cả lớp yêu mến thì có gì là sai? Tớ được nhận vai diễn chính thì có gì là sai? Mà tại sao cậu lúc nào cũng phải khó chịu với tớ như thế? Này, cậu có thể dừng ngay cái bài diễn văn với những luận điệu tự luyến của mình được rồi đấy. Hóa ra vừa giỏi vừa tốt cũng là có tội đấy. Không, vừa ảo tưởng vừa ngộ nhận ý mới là trọng tội. Cuộc chiến ngang tài ngang sức đấy. 49 gặp 50 này đấy chứ đâu. Không ngờ có ngày Bảo Uyên cũng đem về trước Thủy Tiên đấy. Sâu chữa đau chân giỏi nhờ. Này, đừng tưởng tôi không biết cậu làm gì với Tiên ở trường quay. Muốn vừa ăn cắp vừa la làng á? Để tôi cho cậu la luôn một thể. Uyên, Uyên.